Kính thưa quý khán thính giả, tôi là Đỗ Thái Nhiên, chương trình bình luận thời sự của đài VNA-TV. Kính thưa quý khán thính giả, bình luận thời sự thứ nhất của ngày hôm nay có đề tựa 25 năm ban giao Việt-Mỹ. Đây là kỷ niệm 25 năm ban giao. Kính thưa quý khán thính giả, dịp kỷ niệm này có rất nhiều sự kiện, nhiều biến cố chính trị, văn hóa, tâm lý xã hội mà chúng ta cần quan tâm. Cái biến cố thứ nhất là đầu tháng 7 năm 2020, Hoa Kỳ đã cho hai hàng không mẫu hạm tiến vào Biển Đông, đang lúc Trung Cộng cũng tập trận hải quân tại Biển Đông. Sự việc này, Hoa Kỳ muốn nhấn mạnh hai điều. Điều thứ nhất là bảo đảm Biển Đông phải được tự do hàng hải. Điều thứ nhì, quan trọng vô cùng, là bảo đảm các quốc gia ở Đông Nam Á, các quốc gia ở Biển Đông phải được tự do hoạt động trên Biển Đông, đặc biệt là tự do khai thác dầu khí trong lãnh vực mà luật pháp quốc tế cho phép. Điều mới đây nữa là Hoa Kỳ tuyên bố một quyết định là từ nay Hoa Kỳ sẽ tham dự vào tổ chức bảo vệ sông Cửu Long, bảo vệ cái quyền lưu thông của sông Cửu Long từ thượng nguồn ra tới biển. Điều này không nói, mọi người đều biết, chắc chắn sẽ đi đến những cái bảo vệ hữu hiệu đối với miền Tây Nam Bộ của Việt Nam. Điều thứ ba là chiến tranh thương mại Hoa Kỳ, Trung Hoa, những xung khắc về quyền lợi, về chính trị, về nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã khiến cho cái gọi là trung tâm thương mại, trung tâm công xưởng của thế giới đặt tại Trung Cộng trong những thập niên vừa qua nay đang từ từ giải tán, và một phần quan trọng của trung tâm công xưởng thế giới được chuyển về Việt Nam. Điều thứ bốn là ngày 21 tháng 6 năm 2020, Việt Nam đã chính thức cho phép thành lập nghiệp đoàn độc lập Việt Nam. Đây là một nghiệp đoàn hoàn toàn mới mẻ đối với chế độ Cộng sản. Nghiệp đoàn này hoàn toàn khác hẳn với công đoàn của Việt Nam đã tồn tại tại Việt Nam trong nhiều thập niên vừa qua. Điều vô cùng đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 25 năm ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, thì bên phía Tòa đại sứ Việt Nam đã công bố một quyết định là Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với công ty Facebook thành lập một Facebook đặc biệt gọi là Facebook vì Việt Nam. Facebook này có cái hashtag là số FB4VN. Chiến dịch tổng hợp các chương trình hiện tại và sáng kiến mới của Facebook vì Việt Nam theo Tòa đại sứ Hoa Kỳ gồm 5 lĩnh vực. Thứ nhất, đổi mới sáng tạo. Thứ nhì, kinh tế số. Thứ ba, an toàn và kỹ năng số. Thứ tư là thành phố thông minh. Thứ năm là vì cộng đồng. Kính thưa quý khán thính giả, thông báo của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tuy không nói ra, nhưng điều không nói ra đó vô cùng quan trọng. Bởi vì trong thời gian gần đây, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thường dùng tư cách của giới thống trị Việt Nam gây áp lực đối với Facebook, bóp chặt quyền tự do diễn đạt tư tưởng của công dân Việt Nam. Nay, Hoa Kỳ thành lập tại Việt Nam một Facebook đặc biệt vì Việt Nam, và vì vậy quyền tự do Facebook, sinh hoạt Facebook của công chúng Việt Nam với sự hỗ trợ trực tiếp của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đây là một điều bảo đảm, là một tin mừng rằng là quyền tự do Facebook tại Việt Nam được củng cố, được tiếp tục và càng ngày càng phát triển. Trong phát triển đó có sự phát triển những tin tức chính trị, những tin tức về tài chính, những tin tức về dân chủ nhân quyền mà từ rất lâu Cộng sản Việt Nam bao giờ cũng cố gắng ém nhẹm, nhưng mà bây giờ với Facebook vì Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm ban giao Hoa Kỳ và Việt Nam do Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
phối hợp với công ty Facebook. Đây là một tin mừng cho giới Facebook và cho giới đấu tranh tư tưởng nhân quyền cho Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, báo chí trong và ngoài nước thường hỏi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc biệt là hỏi ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Christian Brink, là tên gọi ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam bây giờ là gì? Là đồng minh, là hợp tác chiến lược toàn diện? Thì ông Đại sứ Daniel Christian Brink đã trả lời, điều quan trọng không phải là tên gọi của ban giao Việt-Mỹ, điều quan trọng là trong ban giao Việt-Mỹ, hai quốc gia đã thực hiện những công việc gì. Những công việc đó nói lên một cách chính xác, trực tiếp, thực chất ban giao Việt-Mỹ. Kính thưa quý khán thính giả, không phải do tránh né về chính trị mà ông Đại sứ Christian Brink đã trả lời như vừa kể. Sự thực ra, người Việt Nam vẫn nhớ tại Hoa Kỳ có một tư tưởng, một chủ thuyết gọi là behaviorism. Behaviorism hiểu theo nghĩa bình thường, tức là thay vì tôi thuyết phục anh hãy đi theo tôi, thì tôi đưa cho anh rượu nếu anh muốn rượu, tôi cung cấp quần áo nếu anh muốn quần áo, tôi cung cấp giày dép nếu anh muốn giày dép. Đến khi nào đó anh nghiện ngập những sản phẩm của tôi, những hàng hóa của tôi, từ đó tôi không cần phải thuyết phục anh hãy theo tôi, nhưng mà tự anh phải theo tôi. Bởi vì anh theo tôi, anh mới có đầy đủ hàng hóa, đầy đủ những nhu cầu mà tôi đã cung cấp cho anh trong thời gian vừa qua. Bây giờ, trong hiện tình Việt Nam, behaviorism được mở rộng theo một nghĩa mới. Nghĩa mới ở đây là ngoài cái việc Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam những tiện nghi thể chất, bảo vệ biển đảo cho Việt Nam, bảo vệ quyền khai thác dầu khí tại Việt Nam, bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long ở miền Tây Nam phần cho Việt Nam. Tất cả những bảo vệ đó là những quyền lợi vật chất mà Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam. Song song với những quyền lợi vật chất đó, Hoa Kỳ không quên cung cấp cho Việt Nam những quyền lợi tinh thần, những quyền được sống như một con người, đó là quyền tự do diễn đạt tư tưởng trên Facebook, quyền tự do trình bày lập trường của mình, quyền tự do sinh hoạt nghiệp đoàn, đòi hỏi một hoạt động thương mại công bằng thương mại quốc nội cũng như là công bằng thương mại quốc tế. Tất cả những điều vừa kể, nó là những tiện nghi thể chất và tinh thần mà Hoa Kỳ đã cung cấp cho Việt Nam trong 25 năm vừa qua. Và tất cả những cung cấp đó, theo suy nghĩ của behaviorism, thì không cần phải nói Việt Nam hãy ký hiệp định ban giao quân sự với Hoa Kỳ, ký hiệp định đồng minh với Hoa Kỳ, ký hiệp định ban giao chiến lược với Hoa Kỳ. Nhưng tự khắc Việt Nam và Hoa Kỳ qua những cái tiện nghi tinh thần và vật chất, thông qua tư tưởng behaviorism, Hoa Kỳ và đồng minh đương nhiên trở thành một đồng minh chặt chẽ trên trận địa bảo vệ dân chủ nhân quyền cho Việt Nam và cho thế giới. Nói như vậy để thấy rằng không phải do những tuyên truyền ồn ào, nhưng do những hoạt động trong thực tế, dân chủ nhân quyền đang từng bước tiến vào Việt Nam. Bước tiến đó mau hay chậm là hoàn toàn tùy thuộc vào nỗ lực của quần chúng Việt Nam, nhưng chắc chắn dân chủ nhân quyền phải tới cho Việt Nam với cái sinh hoạt ban giao gọi là behaviorism giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bây giờ còn một vấn đề nữa mà người ta đặt ra là liệu chừng một lúc nào đó Việt Nam có thể quay lại cái gọi là xã hội chủ nghĩa cổ lỗ sĩ kiểu Cộng sản Việt Nam trước 1975, liệu chừng Việt Nam có một lúc nào đó quay trở lại với Trung Cộng hay không? Kính thưa quý khán thính giả, câu trả lời như sau. Trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy Trung Cộng đã triệt đường sống của Việt Nam, chiếm sông, chiếm biển, làm
khô héo đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, cấm Việt Nam không được khai thác dầu khí trên biển của Việt Nam, rõ ràng là Trung Cộng đã triệt đường sống của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, Cộng sản Việt Nam dù có muốn theo Trung Cộng cũng không thể theo được, bởi vì không có một cá nhân nào, một chánh đảng chính trị nào lại ngu ngơ đến độ đi theo một quốc gia đang quyết tâm triệt đường sống của Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Sở dĩ Trung Cộng phải áp dụng cái chính sách gọi là triệt đường sống của Việt Nam, bởi vì triệt đường sống của Việt Nam có nghĩa làm cho Việt Nam càng ngày càng yếu, yếu càng nhiều càng tốt. Bởi vì trong quan niệm của ông chủ nô Trung Cộng thì cho rằng, tin rằng Việt Nam phải vô cùng yếu thì Trung Cộng mới dễ dàng cai trị Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà Việt Nam đang dân chủ hóa từ từ và không còn con đường quay lại cái gọi là xã hội chủ nghĩa vô nghĩa, cái gọi là ông mẫu quốc Trung Cộng. Kế đến nữa là thông qua cái những cái tiện nghi tinh thần mà behaviorism cung cấp cho Việt Nam, tư tưởng dân chủ nhân quyền, minh bạch về tài chính, tư tưởng phóng khoáng trong việc để cho mọi người được quyền tự do diễn đạt tư tưởng, tất cả những cái tự do đó, tất cả những suy nghĩ đó, tất cả những cái ban giao phóng khoáng mà chỉ có chế độ dân chủ nhân quyền mới cung cấp được cho Việt Nam, nó làm cho Việt Nam ngày càng trở thành văn minh hơn. Trở thành văn minh hơn thì không bao giờ lùi lại với tình trạng dã man. Lấy một thí dụ để chúng ta hiểu rằng khi xã hội loài người đã được văn minh hóa thì khó lòng mà trở lại với tình trạng dã man. Thí dụ cách đây nhiều thế kỷ, chế độ nô lệ đối với thế giới nó là một loại công lý, nhưng mà với thời gian loài người khám phá ra thấy được rằng chế độ nô lệ là một chế độ cực kỳ dã man, cực kỳ phản lại quyền sống của con người. Từ đó chế độ nô lệ phải chấm dứt, và cũng từ đó chúng ta có thể kết luận Việt Nam văn minh, dân chủ, nhân quyền là một bước tiến không thể nào thụt lùi. Kính thưa quý khán thính giả, bình luận thời sự thứ nhất đã chấm dứt. Chúng tôi mời quý khán thính giả đón nghe bình luận thời sự thứ hai. Đồng thời xin khán thính giả bấm subscribe. Mỗi một subscribe của khán thính giả là một hỗ trợ để Độ Thanh Niên có dịp hậu chuyện với quý khán thính giả trong những chương trình kế tiếp.